Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Luyện thành thân kim cương bất hoại. Chúng ta tham thiền để khai mở trí huệ. Khi chưa tới lúc trí huệ khai mở, chúng ta nhất định phải gặp khổ. Thí dụ, khi ta dùng lửa lớn để luyện hoàng kim, đốt lên ta sẽ biết thật hay giả. Người ta nói, chân kim bất phạ hỏa luyện, vàng thật chẳng sợ lửa của lò. Vô luận luyện cách nào, trọng lượng vẫn không giảm thiểu, màu sắc lại càng thêm sáng. Thiền đường chính là một lò luyện lớn, quý vị đều là vàng thật, tại nơi đây luyện thành thân kim cương bất hoại. Muốn thành thân kim cương bất hoại, lúc đầu phải chịu khổ đã, khổ tận cam lai, sau đó mới có thể đạt được cảnh giới như vừa kể. Mọi người dáng sức tham đi, tham cho thấu suốt, ắt thành thân kim cương bất hoại. Có người nói, cái khổ này thật là chịu không nổi. Ai biết nó khổ, ai biết nó đau. Lại có người bảo, tôi biết khổ, tôi biết đau. Quý vị là ai đó? Lại có người bảo, tôi là chính cái thân thể của tôi. Thân thể của quý vị là quý vị. Vậy giả sử quý vị chết rồi, thì thân thể của quý vị vẫn còn ở đây chứ? Cớ sao đánh nó lại không biết đau. Chửi nó vẫn nhẫn chịu. Lại có người bảo, bởi vì chết rồi nên không còn vấn đề gì nữa. Vậy thì, ở đây ta coi như chết rồi vậy. Cho nên có câu, dục yêu nhân bất tử, tiên tác hoạt tử nhân. Nghĩa là muốn thành kẻ bất tử, trước hết hãy sống như người chết. Nay ta tự hãy làm thành như người chết, tức là ta sẽ không có tham, không có sân và si. Tại sao có tham sân si? Bởi vì quý vị chưa coi cái thân thể quý vị như một cái thây chết. Nếu đã chết thì còn tham gì nữa, còn sân gì nữa, còn si gì nữa. Bây giờ tuy quý vị chưa chết nhưng hãy cứ làm như chết. Vậy là còn tham cho ai, sân cho ai, si cho ai nữa. Cái chết của tham thiền chẳng phải là chết thật. Muốn được khai ngộ tất phải chết một lần, sau đó mới luyện thành thân kim cương bất hoại. Ha ha ha, 问什么的说呵。